Tôi Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút trên kênh độc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe tập 4 của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái. Trên đời này có hàng ngàn hàng dàn cách để hành hạ nhau. Nhưng dùng tiền để mua liêm sĩ có lẽ là sự coi thường kinh khủng nhất. Từng câu từng chữ mà Dương nói ra giống như những giác dao xuyên qua cơ thể tôi đau đớn mà hổ thẹn Bao nhiêu năm trôi qua Tất cả mọi thứ tốt đẹp giữa tôi và anh Đều đã hóa hư vô Đứng trước anh bây giờ Tôi có lẽ chỉ là dạng đàn bà Mạc hạng, chẳng đáng để trân trọng Tôi ngẩng lên nhìn Dương Nhưng không thể nhìn Bởi vì anh đang ghi lấy tôi không buông, Giống như một kẻ đang say, nổi giận Anh điên cuồng kéo từng lớp áo dải Trên người tôi xuống Tôi cố dãy dùa nhưng bất thành khi mùi gỗ đàn hương thoảng qua mũi Bỗng cảm thấy đau đớn chua cùng Tôi phải làm thế nào đây Phải làm thế nào mới đúng đây Dương không siết tôi nữa Mà nới lỏng ra rồi cối xuống Anh không hôn tôi Chỉ nâng cầm tôi lên Ánh mắt đục ngầu nói Sao Dễ dụa cơ à Không cần tiền đúng không Tôi gần như bật khóc nghẹn ngạo nói Tôi cần tiền nhưng mà dương ơi tôi không muốn làm cách này làm hay không là gì của cô đừng trình bày với tôi tôi có chồng rồi anh cũng đã có vợ sắp cưới anh muốn lừa dối vợ anh mua một con đàn bà như tôi sao phải thì sao xin anh khi vừa nói đến câu này thì dương đột nhiên gầm lên xin năm xưa tôi xin cô cô có một lần cho tôi cơ hội hay không Cô có tư cách gì mà xin tôi Cô nên nhớ là cô tìm đến tôi Chứ tôi không ép cô Nếu không muốn thì đi đi Một câu nói Giống như một dạng mũi tên Xuyên qua tim Ngoài dương ra tôi không còn một nơi nào Để dây tiền nữa Nhà cửa việc đã cầm cố hết Những ai dây được tôi đều đã dây cả Tôi nhìn anh Như sợi tơ hồng mỏng manh cuối cùng Bám díu vào được nữa thôi Dương thấy tôi im lặng Lại hỏi chỉ ít sao Chỉ cần 5 lần là đủ số tiền cô đưa ra rồi đó Đừng làm mất thời gian của tôi Đối diện với ánh mắt của Dương Tôi không dám nhìn thẳng vào Tựa như có ngàn lớp băng tuyết phụ bao quanh Lạnh lẽo mà sâu thẳm Tôi nhìn anh Suy nghĩ rất lâu Sau đó mới đáp Không ít Không ít thì làm đi Cô phục vụ tôi đổi lấy tiền kia Làm đi chứ Tôi biết Bản thân mình vô liêm sĩ đến mức cực độ Nhưng không biết phải làm thế nào nữa 20 triệu Là 20 triệu đó Chỉ cần vài lần sẽ đủ tiền diện phí cho con tôi Thêm vài lần nữa Biết đâu sẽ đủ cả tiền phẫu thuật Bản thân lấy tiền Chẳng khác gì một con đỉ điếm Loại đàn bà bẩn tiểu Rẻ mặt Không có lương tâm Nhưng giờ đây tôi với lòng tự trọng hay sĩ diện Còn có nghĩa gì đây Cuộc sống này đã dồn ép tôi đến mức đường cùng Tôi thực sự không còn chút lý trí Để phân dân hay đắn đo nữa Tay tôi chạm lên ngực dương Mần mề cúc áo rồi từ từ cởi ra Tôi biết lựa chọn này dẫu có là sai lầm Nhưng dù có sai tôi cũng không có cách từ chối Khi lớp áo trên người anh rơi xuống Tôi cũng cảm nhận thấy người mình ruông lên Tôi tưởng yêu người đàn ông này nhiều đến như thế cứ ngỡ rằng bao năm xa cách tôi đã quên anh Đã coi anh như người xa lạ Vậy mà giờ đây tôi mới hiểu Tình yêu chôn chặt suốt thời gian qua Chưa từng phai nhạt Chỉ là quá đội xa xôi Không thể chạm tay tới Cũng vĩnh viễn không thể yêu Hai tay chạm đến thắt lưng của Dương Tôi bỗng dừng không biết phải tháo ra kiểu gì Dường như quá lâu rồi không thân mật dai Tôi cũng trở nên lóng ngóng, dụng về Dừng thấy thế thì cười nhạt Sao lại dừng Thắt lưng của anh khó tháo Chứ không phải thắt lưng nào Cô cũng tháo được sao Tôi hiểu anh đang chăm chọc tôi Nhưng tôi cũng không muốn cãi lại Chỉ muốn nhẫn nhịn cuối cùng Cũng tháo ra được Tay tôi dụng về chạm xuống dưới Đang định cởi nốt những thứ trên người anh ra Chợt bỗng cảm thấy kinh tởm Bản thân mình đến vô cùng Tôi đã có chồng anh cũng sắp có vợ Dẫu là đường cùng Nhưng là một việc suy đồi đạo đức như thế Tôi thật sự rất đáng chết Nếu chết được Tôi chỉ ước mình chết luôn Loại người như tôi Đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục Dương vẫn nhìn tôi Cuối cùng không kiên nhẫn Đưa tay bóp chặt lấy tay tôi Rồi nói Với chồng cô Cô cũng dụng về thế đó sao Bảo sao cô lại bị hắn ta đánh Đáng lắm tôi ngước lên nhìn Dương Tôi không dám tin vào tay mình Đây mới chính là sự sỉ nhục kinh khủng nhất Mà Dương dành cho tôi Chỉ một câu nói thôi Cũng khiến lòng ngực tôi Đào như muốn dở ra Giống như tất cả những gì tôi phải chịu Đều xứng đáng Tôi nghe được tiếng thở của mình Đau đớn, tuyệt vọng Như một con thú đang bị giam cầm Nước mắt như muốn tuôn ra Nhưng lại phải kìm lại Đưa thầy kéo nút mảnh giải còn sót trên người của anh và đáp Phục vụ chồng tôi tất nhiên khác với anh Một bên không được tiền Còn một bên được tiền Dẫu sao được tiền Thì vẫn phải làm cho cẩn thận chứ Thế này đã chuyên nghiệp hơn chưa Nghe đến câu này Thì Dương chợt khừng lại Có lẽ anh không ngờ tôi lại bất chấp Mà đáp lại như thế Anh bỗng đẩy tôi ra Gương mặt đẹp như tường Bỗng nổi giận đùng đùng anh đột nhiên rút trong túi ra một sắp tiền đáp vào tôi rồi gầm lên cút tôi nhìn sắp tiền trước mặt không người hèn hạ cúi xuống nhặt lúc đứng dậy thấy giường cũng đã mặc xong quần áo liền vội giả mặc lại đồ rồi lặng lẽ đi ra khi ra đến ngoài trời cũng đổ mưa từ lúc nào những hạt mưa trắng xóa lột đột rơi xuống những tán lá cả người tôi ướt nhẹp Tôi vẫy một chiếc taxi đi về bệnh viện Suốt quãng đường trên xe tôi liên tục thở mạnh Thật may Thật may khi nói xong những câu đó dương đã dừng lại Suốt chút nữa tôi đã đi sai đường Quá đủ Những sai lầm nối tiếp những sai lầm Đến bây giờ là quá đủ Tôi cầm khư khư sắp tiền Đếm đi đếm lại là hơn 25 triệu Có lẽ lúc ấy dương cầm dần tôi đến mức Không muốn đếm lại tiền cũng không muốn sau này còn dính dáng đến tôi Có lẽ bởi anh cho rằng tôi quá bẩn thiểu Dù có bỏ tiền ra mua cũng không muốn dùng đến Nên mới ném tiền cho tôi như thế Lần này tôi đã hời Còn chưa phải bán thân đã có hơn 25 triệu Rõ ràng là món hời Nhưng sao tôi lại cảm thấy mình như đang khóc Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa Vừa mặn vừa lạnh lẽo Khi xe đến bệnh viện Tôi trả tiền cho người tài xế rồi cũng lên phòng bệnh tắm táp. Hơi nước nóng chẳng làm cho tôi tỉnh táo. Đầu óc vẫn trống rỗng và đờ đẫn. Tắm xong, bác sĩ Trung cũng tìm đến tôi rồi nói. Sáng nay chúng tôi hồi chẩn lại rồi. Đời tuệ nhi ổn định thì tầm 2 tháng sau có thể phẫu thuật cho con. Tình hình của con cũng ổn hơn. Cô có muốn vào thăm con không? Tôi dội dàng gật đầu Cả một ngày hôm qua chưa được gặp so, tôi nhớ còn đến phát điên. Anh Trung đưa cho tôi bộ quần áo để thay, sau đó sát khuẩn tay chân rồi đi dạo bên trong. Sau đã tỉnh, chỉ là trên người vẫn đầy mấy móc, dây vợ. Thấy tôi, dù đau, con vẫn nhoẻn miệng cười nói. Mẹ! Tôi đưa tay chạm lên tay con, sờ bàn tay nhỏ bé, khỏe mắt cũng cay cay, hỏi con còn đau không? con không đau mẹ ơi anh Sam đâu bố đâu rồi anh Sam với bố ở nhà mà giờ này chắc anh đi học rồi tối mẹ cho anh Sam vào chơi với con nhé tôi khẽ gật đầu hai anh em ngày thường luôn quấn quýt nhau nay không thấy anh con bé nhớ là phải con bé thấy tôi đồng ý thì mừng quấn nói tiếp mẹ ơi sao muốn đi học Bây giờ so mới được đi học đây hả mẹ Thế còn hỏi như thế Tôi khẽ quay mặt đi Sợ mình sẽ lại khóc Bệnh tật dày dò Khiến cho con gái nhỏ như que kẹo Ngay cả việc đi học Cũng đứt quãng liên tục Thường con nhưng chẳng biết Phải làm thế nào sau này nữa Buổi tối việc đưa Sam vào Còn có cả thằng Tú Bác sĩ trung cho việc và Sam sát quẩn, Thay quần áo rồi dạo phòng với so còn tôi và thằng Tú thì ở bên ngoài. Khi chỉ có hai chị em, thằng Tú liền rút trọng ví ra 7 triệu rồi nói Mẹ đưa cho em 5 triệu báo đi cho chị, với đây là 3 triệu của em, chị cầm đi. Tôi nhìn thằng Tú kinh ngạc. Rõ ràng hôm qua tôi đến dây tiền mẹ, mẹ tôi kiên quyết không cho dây, một xu cũng không cho. Này lại đưa 5 triệu. Tôi liền hỏi. Sao mẹ lại đưa tiền cho chị Em cũng không biết nữa Thấy sáng lấy 5 triệu bảo em đưa chị Mà tại sao thì cũng kệ đi Nghĩ nhiều làm gì Có tiền là tốt rồi chị à Thế còn em Em lấy tiền đâu ra Giờ làm gì đã cốt lương Em bán cái nhẫn lúc trước bố mua cho em Nghe thằng Tú nói như thế Tôi sửng sốt mấy giây rồi nói Sao em lại bán đi Đàn nào cũng có đeo đâu Để làm gì Tiền của mẹ chị nhận Nhưng ba triệu này em cầm lấy chuột lại nhận đi Bố biết Bố lại mắng cho Mắng gì chứ Cái nhận ấy đáng giá có ba triệu thôi Chị nhớ cách đây 8-9 năm Chị có cái dây chuyền gắn kim cương Cái đấy mới đáng giá Mà chị làm mất Bố mẹ cũng có nói gì đâu Đồ trang sức đều cũng chẳng đẹp lên Sau này có tiền chuột lại sao Tôi nhìn thằng Tú Thấy trong lòng rất ái náy Nhưng nó kiên quyết không nhận lại tiền Tôi cũng chỉ đành cầm lấy Chỉ là trong lòng không hiểu tại sao Mẹ tôi lại thay đổi như thế Có lẽ bởi vì Suy cho cùng thì máu mũ Không thể bỏ được nhau Có lẽ mẹ suy nghĩ lại Mẹ không thể bỏ được cháu mình chắc Sau khi thăm so xong Thì việc cũng ra ngoài Để thằng Tú vào Sam thì quyến luyến em nên lần này lại đòi giao cùng với cậu tú tôi và việc đứng ở bên ngoài được một lúc thì anh ta cất tiếng hỏi bạn nãy tôi hỏi bác sĩ trung cô đã nộp viện phí rồi sao cô lấy tiền đâu ra nghe câu hỏi của việc tôi bỗng có chút chột dạ dù hôm nay tôi chưa làm gì quá với hạn nhưng vẫn thấy bản thân mình rất dơ bẩn mãi một lúc tôi mới đáp tôi đi dây Bình thường thì kiểu gì việc cũng tra hỏi đến cùng rằng tôi dây ai. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để trả lời, nhưng không ngờ anh ta lại không nhắc đến mà bảo tôi. Tình hình so thế này chắc cũng phải nằm viện dài ngày. Cô cũng không thể nghĩ mãi như thế được, nếu không lại không có tiền lo cho nó. Bây giờ tôi cũng không có việc làm ổn định, đằng nào cũng phải chờ chỗ công ty ở Đông Triều xem người ta có nhận không nên tạm nghỉ ở nhà hàng ngày buổi sáng tôi đưa sam đi học rồi vào trong so để cô đi làm bao giờ tôi có chỗ nhận thì thuê người đến chăm con bé thật ra tôi cũng từng nghĩ đến việc thuê người chăm sóc cho so gia cảnh của chúng tôi bây giờ mà nghĩ không lương thì cơm ăn hai bữa còn chẳng có huống gì là chữa bệnh cho con chỉ là thuê người chăm sóc cũng là vấn đề nan giải trả cao thì không đủ tiền mà trả thấp thì cũng chẳng ai làm việc thấy tôi im lặng thì nói tiếp tôi biết có nhiều chuyện tôi làm khiến cho cô căm ghét tôi cũng không muốn nhờ giải đến tôi nhưng chuyện này cô nên nghe tôi trong diện có tôi rồi cô đi làm đi có chuyện gì thì chạy đi chạy lại cũng dễ trên đời này tôi sợ nhất là mắc nợ người khác nhưng lúc này tôi biết tôi đã nợ chồng chất nợ cá dợt chất và ân tình không sao trả nổi tôi nhìn việc Thực ra tôi cũng hiểu vì sao anh ta đánh tôi, mắng nhiếc tôi. Tôi cũng không thể buông được. Tôi cũng không biết tôi đã đồng ý với việc thế nào, chỉ là trong lòng lại cảm thấy lạc lõng và đơn độc. Hai ngày sau, sức khỏe của Sò so cũng đã khá lên nên tôi cũng đã đi làm trở lại. Vì có việc ở bệnh viện nên tôi cũng yên tâm hơn. Chỉ là không hiểu sao tôi lại thấy lòng dạ cứ bồn chồn Có lẽ bởi hôm trước lại chọc giận dương nên tôi sợ đi làm sẽ phải đụng mặt với anh Thực ra tôi cũng chẳng có mặt mũi nào để gặp lại anh Sau ngần ấy chuyện Nhưng vì tiền tôi vẫn phải bớt chấp mặt dày đến công ty Tôi tự nhủ rằng Dương cũng chỉ ở đây Đến khi công ty ổn định Kiểu gì rồi anh cũng sẽ rời đi Cũng may mấy ngày đi làm Dương lại đi công tác ở Hà Nội Tôi cũng cảm thấy mọi chuyện dễ chịu hơn Cứ sáng đi làm Tối về lại giao diện với con, thi thoảng lại đón Sam vào chơi với em, mà việc cũng dần ổn định hơn. Đến ngày thứ năm thì đi làm, giữa lúc đến công ty, ngồi vào bàn làm việc của mình, đột nhiên có tiếng nói phía sau. Cô là Trân, phi dịch viên mới của công ty đúng không? Lúc quay lại tôi cũng nhìn thấy một gương mặt rất xinh đẹp và cũng rất quen thuộc. Hóa ra người đứng trước mặt tôi là cô gái tên như mà tôi và thằng tú gặp ở tập đoàn thép nhà liên anh tôi liền đứng dậy dội dàn đáp dạ tôi là phiên dịch viên mới tôi tên như cô bằng tuổi liên anh nhỉ dạ vậy tôi hơn cô ba tuổi tôi không kìm được mà khẽ ồ lên một tiếng hôm trước thấy liên anh gọi như là chị thì tôi cũng nghĩ là hơn nhau một tuổi nay mới biết chị ấy hơn tôi và liên anh đến tận 3 tuổi Quả thực chị Như trẻ vô cùng Thậm chí so với tôi còn trẻ hơn rất nhiều Trong giây lát đầu tôi bóng lóe lên một tia Sực nhớ tôi từng gặp chị Như ở đâu đó Đó là hôm tôi bị hoa đánh Cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại Dương Sầu suốt 4 năm Dài đằng đẵng Chị Như chính là người đứng cạnh Dương hôm ấy Cũng là người được nhắc đến Trong những câu chuyện của mọi người ở công ty sau chuỗi lại tất cả mọi chuyện Tôi cũng kịp hiểu ra một chuyện Chị Như chính là vợ sắp cưới của Dương Phải Một người xinh đẹp Và thế khủng Lại giỏi giang thế này Mới xứng đáng với Dương Thực ra đứng trước mặt chị Như Tôi cũng cảm thấy vô cùng tự ti Xen lẫn cả sự hổ thẹn Có điều chị Như Dường như không quan tâm Đi cho tôi ít giấy tờ rồi nói Dịch giúp tôi tài liệu này nhé cố gắng dịch cẩn thận số liệu để dịch cho khớp dạ chưa cần gấp nên cô cứ từ từ thứ sáu nộp cho tôi là được bởi vì tôi không ở dưới này thường xuyên nên nếu có chỗ nào không hiểu thì cô cứ trực tiếp hỏi anh dương nhé nghe đến đây tôi khẽ ngước lên có lẽ chị như không biết tôi và anh dương từng yêu nhau hoặc có thể chị ấy biết nhưng sự tự tin khí chất ngút trời khiến chị ấy không hề bận tâm mà dẫu sao tôi cũng đã có chồng con Với chị ấy mà nói Tôi cũng không đáng để bận tâm Chị Dư sau khi đưa cho tôi tài liệu Thì đi thẳng lên tầng 2 Tôi đoán chị ấy đi lên phòng của Dương Vì hôm nay anh cùng kết thúc Chuyến công tác ở Hà Nội Thực ra dù muốn hay không Tôi cũng phải công nhận Chị Như và dạ Dương mới thực sự xứng đôi Mọi cử chỉ, hành động Đều là người cùng đi trên một con đường dù là ngoại hình, gia thế hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Vì không muốn lặp lại sai lầm giống như trước kia, nên tôi chưa dịch ngay giấy tờ chị Như đưa, mà chỉ định chờ chế về sẽ mang lên hỏi Dương thêm một lần nữa. Cứ tưởng rằng hôm nay tôi chỉ ở công ty làm việc, nhưng 8 giờ thì thư ký Hà đi xuống tìm tôi rồi nói. Hôm nay cô lại phải đi cùng với sếp Dương lên Hà Nội một chuyến, cô chuẩn bị chút đi nhé. Tuy có chút đột ngột Nhưng đã xác định đi làm Thì chuyện này cũng là chuyện bình thường Thư ký Hà đi cho tôi ít tài liệu Rồi nói tiếp Cô cố gắng thể hiện cho tốt Bị trừ 70% lương Nhưng thưởng thì không bị trừ Sếp ăn chia công bằng lắm Hợp đồng này được ký Kiểu gì cô cũng được hưởng nhiều hơn cả lương Mấy lần tôi cũng chỉ đi cùng thôi Còn chả có công gì nhiều Nhưng hợp đồng được ký Sếp vẫn chia phần Cố lên nghe đến tiền cả người tôi tỉnh hẳn tôi vào nhà vệ sinh rửa quà mặt búi lại tóc trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng với thư ký hà đi xuống sảnh vừa xuống đến nơi thì thấy một con xe ô tô đang chờ ở đó lúc này thư ký hà cũng cho tôi biết con xe ô tô này là xe riêng của dương còn xe của công ty lần trước hôm nay phó giám đốc thanh đã dùng tôi nhớ có lần tôi bắt gặp con xe này ở đâu đó rồi nhưng đúng là làm mẹ của hai đứa trẻ lại lo cơm áo gạo tiền diện phí thuốc men nên não tôi cũng không chứa được nhiều thông tin như thế Thư ký hà không đi cùng cô ấy chỉ xuống đưa đồ cho dương lúc cửa kính xe hạ xuống tôi mới biết bên trong xe còn có cả chị như tôi mở cửa sau xe kéo túi ngồi lên ghế trong lòng cũng không rõ cảm xúc của mình như thế nào kể từ sau lần tôi dây tiền hôm nay mới gặp lại dương thế nhưng ngay cả cái liếc mắt nhìn anh tôi cũng không dám chỉ dám nhìn vào lớp kính xe phía trên chị như đang chăm chú xem tài liệu sau đó quay sang nói với dương năm nay hoàng dương nhập nguyên vật liệu gấp đôi năm ngoái doanh thu bán chung cư cũng gấp đôi ông nội muốn năm nay hợp tác thêm mảng biệt thự liền kề với quảng ninh nữa anh thấy thế nào anh cũng đã từng nghĩ đến nhưng chưa có chiến lược cụ thể đợi tnt ổn định hơn thì sẽ cùng nhau lập kế hoạch tôi ngồi bên dưới nghe chị như Dạ dương bàn bạc về chuyện làm ăn thì như dịch nghe sắm cảm giác thế giới của họ khác hẳn với thế giới của tôi một con đàn bà đến ngay cả cơm ăn áo mặc ngày hai bữa còn chưa chắc đã đủ no đủ ấm còn người ta nói đến những thứ xa vời hơn Bên trên hai người họ vẫn bàn bạc rất say sưa Còn tôi thì chỉ lơ đẳng Nhìn ra những hàng cây bên đường Rất lâu sau họ mới ngừng lại Khi xe lên đến cao tốc Thì chị Như đột nhiên hỏi tôi Nghe nói cô Trần có chồng có con rồi hả? Tôi bị hỏi đột ngột như thế Thì thoáng chút ngay người Dài giây mới đáp Dạ Nhìn cô trẻ thế này không nghĩ cô kết hôn rồi đâu Còn cô lớn chưa? Khi bị hỏi đến câu này, tôi bất giác liếc nhìn Dương, vẻ mặt của anh vẫn bình thản như thế, dường như không để tâm đến. Tôi hít một hơi rồi trả lời. Con tôi cũng được 3 tuổi rồi. Bé trai hay là bé gái? Dạ, song sinh một trai một gái. Khi trả lời đến đây, chị Như bỗng quay lại phía tôi, trầm trồ nói. Cô trần đẻ siêu thế, một lần được cả trai lẫn gái xin vía xin vía tôi không ngờ ở một thế giới giàu có như chị như cũng biết đến xin vía tự nhiên tôi lại thấy chị ấy rất cường gũi chân thật không hề ra vẻ là người giàu có cô xin thế này hai đứa con giống mẹ chắc đẹp lắm nhỉ hai đứa nhà tôi không có nét nào giống mẹ cả hai đứa giống bố nên không được đẹp lắm bình thường thôi nhưng mà chúng ngoan ngoãn, đáng yêu lắm Khi nói đến đây Đột nhiên Dương cũng siết chặt vô lăng hơn Gần trên thầy cũng nổi lên Chị Như không để ý Lại nói tiếp Trẻ con sau này còn thay đổi nét nữa Sau này tôi cũng chỉ mong Đẻ một lần được một trai một gái như cô Nói rồi chị quay sang Dương Ánh mắt chứa chàng tình cảm Anh Dương rất thích con gái Tôi lại thích con trai đã được cả trai lẫn gái thì vừa lòng cả hai nhất tôi không kìm được khẽ quay đi cũng không thể nhìn ra sắc mặt của dương như thế nào có lẽ anh rất vui cũng rất hạnh phúc chỉ là từ trong khoang miệng đấy lại dấy lên một dư gì đắng ngắt tôi cũng không muốn nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa hai người nên nhắm mắt ngủ một giấc dù sao cũng đã quá lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc trọn vẹn tôi cũng đã quá mệt mỏi tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu mãi đến khi thấy dương gọi thì mới bật dậy lúc này nhìn lên hàng ghế cũng không còn thấy chị như thế nhưng tôi cũng không tiện hỏi nên cùng với dương đi vào một nhà hàng sang trọng chẳng cần phải đoán tôi cũng biết hôm nay lại tiếp tục là một cuộc đàm phán trên bàn rượu khách hàng hôm nay là chủ một tập đoàn có tiếng bên trung tôi chỉ có nhiệm vụ thông dịch tiếng cho hai bên thế nhưng qua cuộc nói chuyện Tôi cũng biết dự án này tương đối lớn với công ty TNT. Tôi cũng không biết có phải vì thế mà Dương gần như bất chấp để giành được hợp đồng này về tay hay không. Trong suốt quá trình đàm phán, nói chuyện, không biết anh đã phải uống bao nhiêu ly rượu. Thậm chí có lúc tôi thấy đối tác ép rượu hơi quá, anh vẫn không hề từ chối. Anh uống nhiều đến nỗi tôi cũng thấy sợ, mặc dù tử lượng của anh rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo. Cũng may cuối cùng sau 4 năm tiếng Hợp đồng cũng đã được ký kết Lúc này tôi thấy mặt của Dương đỏ ngầu lên Tuy rằng vẻ mặt của anh vẫn bình lặng như thường Nhưng tôi biết uống nhiều như vậy không hề tốt cho dạ dày Đến khi đối tác ra về tôi đắn đo mãi Mặc dù bản thân không muốn dính líu gì đến anh Cũng không muốn có mối quan hệ gì Nhưng dẫu sao anh cũng là sếp của tôi Tôi không thể máu lạnh đến mức mặc kệ nên đưa cho anh chai nước lạnh rồi đi xuống bếp, pha một cốc trà gừng mang lên. Thấy tôi mang trà gừng lên, Dương không nói gì, anh nhận lấy uống một hơi, sau đó đi vào nhà vệ sinh, sửa mặt rồi mới đi ra ngoài. Vì uống nhiều rượu nên Dương không thể lái xe mà phải gọi tài xế đến để đưa tôi và anh về Quảng Ninh. Có điều tài xế bận chút việc nên tôi và Dương chỉ đành vào xe ngồi chờ trước. Anh không ngồi ở ghế trên mà ngồi vào hàng ghế dưới ngay cạnh tôi. Khoang xe không chợt, vì có anh, để tôi bỗng cảm thấy không được thoải mái. Như vì đây là xe của anh, anh muốn ngồi đâu tôi không dám quản. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, bàn sáng chỉ âm u, nhưng giờ mưa đã lụt đột. Tôi và anh ngồi trong xe, không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy hơi rượu, thơm nồng thi thoảng phả ra. Thực ra tôi rất sợ ở cạnh Dương một mình. Kể từ lần anh ném tiền cho tôi hôm trước, tôi cảm thấy không nên ở cạnh anh thì tốt hơn. Tôi sợ lại một lần nữa đi sai đường mất. Nhưng dường như số mệnh luôn biết treo ngươi người khác. Càng cố tìm cách thoát ra thì càng rơi vào cái bẫy tự gian. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, mưa trắng xóa cả một khoảng trời, ào ào như thác đổ, Ngồi cạnh anh trong một ngày mưa tầm tã như thế Tôi bất giác nhớ lại những chuyện trước kia Bỗng dưng tôi lại thấy Hóa ra thời gian cũng trôi nhanh như thế Bốn năm cũng tựa như chớp mắt đã qua Bốn năm trước Khi chia tay anh cũng trong một ngày mưa lớn như thế Tôi vẫn nhớ mãi lúc anh rời đi Gương mặt mang đầy nỗi tuyệt vọng sâu sắc Ánh mắt sắc lạnh như dao Nhưng đáy mắt lại là một nỗi đau tột cùng Bốn năm trước Khi chia tay anh Tôi đã quyết định chôn dùi cả cuộc đời mình 4 năm sau khi gặp lại Quá thực mới thấy anh đang sống Một cuộc đời đầy tốt đẹp Trong tay có mọi thứ Còn tôi sống cuộc đời bất hạnh Và khổ đau ly hôn đi Tiếng dường khàn đặc Kéo tôi trở lại với thực tại Tiếng mưa lớn lớn ác cả tiếng quanh Tay tôi ù đặt đi Hỏi lại anh nói gì cơ tôi bảo cô ly hôn hắn ta đi tôi không nghĩ dương lại nói với tôi câu đó cũng không hiểu tại sao lại nói như thế dù là ngồi anh vẫn cao hơn tôi một cái đầu tôi ngước lên nhìn anh trong đáy mắt phản phất một nỗi xót xa lòng cũng như thế quặn lên thế nhưng tôi vẫn lắc đầu đáp tôi không thể ly hôn tại sao không thể hắn đánh cô thành cái dạng gì hắn đối xử với cô ra sao cô không tự nhìn lại à cô đi làm hết ngày nọ đến ngày kia mang một gương mặt bầm dập nếu chỉ vì hai đứa con của hắn mở lại cạnh hắn thì cô điên mất rồi cô cũng tự mình nuôi con được cơ mà hay là cô bị đơn từng lời nói của dương rõ ràng là đang mắng chửi nhưng tôi lại cảm thấy đau lòng hơn là tổn thương tại sao không thể ly hôn sao chẳng tại sao cả có những chuyện không thể hỏi tại sao người đứng bên ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng người trong cuộc ngu dốt bị chồng đánh cho bầm tím mặt mày vẫn cố chấp ở lại thế nhưng chỉ có tôi mới biết tôi không thể ly hôn Dĩ nhiên không thể trừ khi việc chủ động ly hôn với tôi tôi hít một hơi đáp lại không phải gì của anh dừng nghe xong có chút ngây người nhưng anh vẫn nói tiếp ly hôn đi Tôi sẽ cho cô tiền Lần này đến lượt tôi ngay người ra Nhưng rồi tôi vẫn đáp Tôi cần tiền Nhưng tôi không thể ly hôn Anh cho tôi tiền thì tôi nhận Nhưng bảo tôi ly hôn Thì tôi không làm được Không ly hôn Mà vẫn muốn tôi cho cô tiền Hay ý cô là 20 triệu một lần Như tôi đã đề nghị đây Muốn tôi bao cô Trong khi cô vẫn ở với người đàn ông khác sao trong lòng tôi bóng trào lên Một cảm giác nhục nhã Lần đầu tiên trước mặt Dương Tôi lấy hết dụng khí Cũng thẳng thắn nhìn anh Quyết định nói những lời thật lòng nhất Tôi không muốn ly hôn Cũng không muốn anh bao tôi Tôi thật sự không muốn làm những điều vô đạo đức như thế Tôi không muốn ngoại tình Cũng không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của anh và chị Như Tôi muốn mượn tiền của anh Từ từ rồi tôi sẽ trả cho anh Tôi còn làm ở công ty lâu dài Không dám đánh cao năng lực Nhưng tôi tin Anh nhìn ra tôi không quá kém cỏi Tôi tin nếu tôi chăm chỉ Có thể trả đủ tiền cho anh Không muốn ly hôn Cũng không muốn được báo Không muốn làm chuyện vô đạo đức Cô tỏ vẻ thành cao dài đó Không phải tôi tỏ vẻ thành cao Mà tôi không muốn Anh không sợ sao Không sợ vợ sắp cưới của anh biết chuyện này hay sao Cô không cần quan tâm tới những chuyện đó. Nhưng đến giờ tôi vẫn không thể hiểu, là cô tự tin quá mức hay đánh giá mình quá cao. Rốt cuộc cô lấy tư cách gì để đến dây tiền tôi? Cô xứng đáng sao? Tôi không xứng, càng không có tư cách. Nhưng ngoài anh ra, tôi không tìm được ai để dây cả. Nói đến đây, tôi khẽ ngừng lại, ngẩng đầu lên rồi nói tiếp. Nếu có bất kỳ một người nào khác chỉ cần một người khác để cho tôi dây Tôi cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm đến anh Khi vừa dứt lời Tôi bỗng thấy hai hàng lông mày của giường nhíu lại Gần trên trắng cũng giật lên dài cái Hai tay của anh siết chặt vào nhau Anh giống như một con sư tử Đang đuổi giận Cơn thịnh nộ cũng ập đến Tôi tưởng như anh sẽ ngay lập tức Dùng tay tác cho tôi một cái bạc tay thật mạnh nhưng rồi cuối cùng anh lại không hề đánh tôi chỉ nhắm nghiền mắt lại yết hầu cũng rung lên như kìm nén bên ngoài mưa dần trắng xóa tiếng mưa vẫn lột đột rơi từng nhát búa gõ mạnh vào trái tim tôi cũng may trong lúc ấy tài xế của dương cũng đã đến tôi dựa lưng vào cửa kính lặng lẽ nhìn ra ngoài cũng không biết dương bên cạnh đang làm gì đang ngủ hay đang cố kìm lại cơn giận trong lòng sau bao năm gặp lại Dương Anh đã thay đổi Anh không còn là anh của bốn năm trước Mà không Cả tôi và anh đều đã thay đổi Trong mắt đối phương đều xa lạ Không chút thân quen Chỉ là tôi không hiểu Tại sao Dương lại muốn tôi ly hôn Càng không hiểu gì sao Anh có vợ sắp cưới rồi Mà vẫn còn muốn bao tôi Vì anh muốn tự tay hành hạ tôi Vì anh muốn tự tay Khiến cho tôi sống không bằng chết Thay vì để người khác làm Hóa ra tôi và anh Đã từng yêu nhau cờ đó Sẽ chẳng ai tin nổi Từng có một tình yêu sâu đậm giữa chúng tôi Đáng tiếc Tình yêu của tôi và anh đã chết Đã bị tôi đạo đất Chôn dùi giữa hàng ngàn Hàng dạng lớp cát vĩnh viễn không thể đào lên Cả đoạn đường về mưa vẫn trắng xóa Từ lúc chiều tà đến khi ánh đèn đường lên Mưa vẫn không ngớt Tôi không biết mình có ngủ hay không Nhưng về đến Quảng Ninh tôi mới giật mình choàng dậy Vì mưa lớn thế này tôi không thể xuống dưới đường bắt taxi Sò lại nằm trong bệnh viện Nên sau khi tài xế hỏi tôi đã nhờ anh ấy trở về bệnh viện sản nhi Lúc này nhìn qua gương chiếu hậu Tôi bỗng thấy gương mặt của Dương tái nhợt Cứ ngỡ do ánh đèn đường chiếu dạo Như quay sang quả thật thấy mặt của anh ấy tái xanh Trời lạnh mà trắng lại đổ mồ hôi lắm tắm Thấy tôi nhìn Khóe môi quanh mấp máy Như muốn chửi Nhưng dường như không còn sức để chửi Mà thở hát ra một hơi Dự khiến cho anh nổi cơn thịnh nộ Tôi đắng đo mãi mới hỏi được mấy chữ Anh bị sao thế? Dương không đáp Ánh đèn đường lại sượt qua Sống mũi cao phập phòng thở vẻ đẹp trai vẫn còn Nhưng xen lẫn là cả một sự mệt mỏi Đau đớn không thể giấu Tôi hỏi lại một lần nữa Anh đau ở đâu sao? Lần này anh không im lặng nữa Mà quát lên Cầm mồm đi Tôi có lòng hỏi Nhưng anh không có tâm để trả lời Thế nên tôi cũng không hỏi nữa Có điều tôi cảm thấy giường rất không ổn Ngồi bên cạnh cũng nhận thấy hơi nóng hừng hực Phân dân một lúc Tôi khẽ đưa tay chạm lên trán anh Bỗng thấy bàn tay nóng như lửa đốt Hình như anh bị sốt Thì nhường dường dường như không muốn tôi chạm vào người Đưa tay gạt phát tay tôi ra rồi nói Bỏ tay ra Tôi chỉ muốn xem anh thế nào thôi mà Không cần Anh đang sốt đó Không phải gì của cô Nói đến đây Vừa hay cũng đến diện sản nhi Người tài xế liền đổ xe lại Dường có vẻ không ghi nhẫn được nữa Đuổi tôi xuống Thực ra không phải tôi có bất kỳ tơ tưởng gì đến Dương Nhưng lúc này tôi cũng không đành lòng để anh một mình như thế Dù gì Dương cũng là sếp của tôi Hôm nay lại đi cùng nhau Tôi khẽ thở dài nói Hay là để tôi đưa anh vào diện đã Như thế này rất nguy hiểm đó Dương đưa tay lên bụng Giống như một cơn đau Từ đó ập đến Nhưng anh vẫn ngồng mình mà gầm lên Cô điếc sao quốc xuống xe Anh còn gầm lên được thì chắc là không sao Anh sợ tôi ở trên xe Bẩn mắt hay sao Mà cứ kiên quyết đuổi xuống cho bằng được Tôi cũng không thèm hỏi hàng Mà mở cửa xe đi xuống Chiếc xe ngay lập tức phóng ruột Như ma đuổi Tôi đứng ngay người Đến khi chiếc xe khuất Đang định vào trong Thì có tiếng chị Hoa phía sau cất lên Mày đi đâu về đó Nhìn thấy chị Hoa tôi thoáng giật mình May mà tôi xuống xe một lúc rồi Nếu không kiểu gì chị ta mà bắt gặp Thì cũng lại làm ầm lên Bao nhiêu ngày không gặp Từ hôm chị ta đến công ty Lăng mà tôi đến giờ Mà chị ta vẫn thản nhiên như không có việc gì Có điều bây giờ tôi muốn lên giấy so Nên không muốn đùi co với chị ta Mà lẳng lặng xách túi đi trước Chị ta thấy tôi không đáp Thì bì bầm nói gì đó đến khi lên đến phòng bệnh tôi thấy cái phường cũng đang ở đó còn việc thì đi đâu tôi không rõ thấy tôi với chị hoa đi cùng nhau nó hơi nhếch mép nhìn chị hoa ánh mắt không chút thiện cảm rồi quay sang nói với tôi chiều tao đưa sam vào đây thăm so thì ông việt bảo ông ấy có việc nhờ tao trông sam so đến khi mày về nãy mẹ tao có tắm cho sam rồi đó tao cũng cho thằng bé ăn cơm rồi thằng tú nó đến đón thằng bé đi chơi nhà bóng Chắc lát mới về Cảm ơn mày nha Ơn Huệ gì cái con điên này Mà tao thấy tình hình này Ông việc mà đi làm lại Thì phải thuê người trong so Tao đang định bảo mày thuê mẹ tao Bây giờ bà ở nhà cũng đã nghỉ hưu Tao lại chưa có con cái gì Bà cũng buồn Mấy hôm sau nằm viện cứ nhắc mãi Thuê thì chắc bà cũng lấy Một hai triệu tiền xe cộ đi lại thôi mà bà chăm trẻ có khi còn hơn tao với mày đó Khi cái phường nói đến đây Thì chị Hoa lại chen vào Sao phải bỏ tiền ra thuê Còn Trần đi làm không chăm được Thì gọi mẹ nó sang chăm Làm như nhà giàu có lắm Mày đặt bỏ tiền ra thuê người Mẹ nó chả phải ở nhà chả làm gì sao Sao mà chăm cháu ngoài đi chứ Cái phường nghe đến đó Thì tức ra mặt tính nó xưa này còn lâu mới nhẫn nhìn ai tôi sợ nó khùng lên rồi đánh nhau với chị hoa đành kéo nó vào một góc rồi nói với chị hoa chị vào thăm cháu thì thăm không thăm thì về đi còn nhiều chuyện tôi chưa tính toán với chị tốt nhất chị đừng gây sự nữa chị hoa nghe xong đang định nói gì đó thì bác sĩ trung cũng đi vào khám cho so chị ta thấy như thế cũng đành im miệng đi theo tôi nghe loáng thoáng Chị ta hỏi bác sĩ Trung tiền nông gì đó Nhưng câu được câu mất Nên không nghe rõ Cái Phương nhìn tôi Nó khó chịu nói Còn mụ ấy Mà là chị chồng tao Tao tán dở mồm ra Đó mày xem thế nào thì bảo Tao về bảo mẹ tao Được mẹ mày chăm thì tốt quá Nhưng mà một hai triệu Sao mà đủ công mẹ mày bỏ ra Thực ra mẹ tao cũng chẳng quan trọng tiền nông gì đâu Mẹ tao coi Sam và So như là cháu trong nhà vậy đó chứ không phải người ngoài. Cho mẹ tao vào, chăm So để bà bựng tí chứ ở nhà không có việc gì làm cứ nhiếc móc chuyện tao không chồng con đau đầu lắm. Nói đến đây cái phương cũng lôi trong túi ra mấy tờ 500 ngàn rồi bảo tôi Ông Việt lúc nãy đưa tao 5 triệu bảo khi nào mày về thì đưa cho mày đóng thêm tiền thuốc với lại kiêm truyền cho So Ông ấy chưa kịp đóng thì phải Tôi kinh ngạc Nhìn mấy tờ tiền trên tay cái phương Cũng phải đến gần 2 năm nay Đây là lần đầu tiên Việc đưa tiền cho tôi Tôi không biết anh ta đi đâu Cũng không biết anh ta kiếm đâu được tiền để đưa Trong lòng bỗng cảm thấy Có chút nặng trĩu Cái phương thấy tôi như thế Thì hỏi Sao làm ra cái bộ ngạc nhiên như thế Thế ông ấy không đưa tiền cho mày bao giờ à Cầm lấy đi nó vừa nói đến đây Chị Hoa cũng từ đâu lao ra Đưa tay định tóm lấy tiền Trên tay cái phường rồi nói Tiền này là tiền của em trai tao Lo cho mẹ chứ không phải để mày bòn ruốt nó Đưa đây cho tao Lo thuốc men cho mẹ Tôi nhìn chị Hoa Lần nào cũng thế Chị ta luôn nghĩ tôi bòn rốt tiền của việc Bao năm nay Kể cả tôi vẫn hàng tháng Lo thuốc men cho mẹ chồng Chị ta vẫn khăng khăng đó là tiền của em trai chị ta Nay chị ta còn chẳng nể nang Ngay trước bệnh viện Làm trò đáng chê cười đó Cái phường nó không nhìn nổi Giật lại rồi gắt lên Nè Chị vừa phải thôi Đây là tiền lo cho so Chứ không phải cái trơn nó đuốt túi lo cho nó Mà chị phải giành giật Là để lo cho cháu chị đó Chị ta chẳng những không nghe Mà còn cười nhạt Còn so nó bị bệnh như thế khác gì cái dược không đấy Bao nhiêu tiền của nó Đổ giàu cũng không đầy được Chị nói chuyện kiểu gì đó Chị nói như thế mà nghe được sao Không nghe được Thì cũng phải nghe Đưa tiền của em tao cho tao Tôi không đưa Chị ta thấy không làm được gì cái phương Thì quay sang bảo với tôi Mày bảo nó đưa cho tao Kể từ lần chị ta đánh tôi ở công ty Tôi đã xác định không nhìn nữa Nên đáp Tại sao tôi phải bảo nó đưa cho chị Chị thích thì về mà đòi của em trai chị đi chứ Tiền này là em trai chị Đưa cho tôi lo cho so Tôi không việc gì phải đưa chị cả Chị ta nghe xong Thì nổi khùng rồi gào lên Tiền của em tao Mày bon suốt bao năm này chưa đủ sao Mày nhìn con so đi Mày nhìn xem Nó tiêu tốn bao nhiêu tiền của cái nhà này Bao năm nay Đổ tiền cho nó có đáng không một đợt nằm viện như thế này cũng mấy chục triệu Một năm nằm hết bao nhiêu được Rồi còn tiền phẫu thuật nữa Cái số tiền lo cho nó đó Xây được cả cái nhà này Tao đã nói rồi Họ hoàng nhà tao có thằng cháu đích tôn Là thằng Sam khỏe mạnh là được Còn con so bệnh tật thế kia Xác định không nuôi được Thì rút mẹ ống thở ra đi cho nó thanh thản Từng câu từng chữ Độc địa đến rùng mình cơn giận như sóng trào ập đến Đây không phải là lần đầu tiên Chị ta nói như thế Nhưng lần này quá thực chị ta Dùng những từ ngữ vô cùng kinh tởm Tôi trợn mắt nhìn chị ta rít lên Chị nói cái gì Tôi đã cảnh cáo chị Chị vẫn dám nói ra những lời này sao Tao nói sai sao Không đẻ đứa này thì đẻ đứa khác Mày xem nó nằm trong kia Tốn tiền tốn của biết bao nhiêu để biết sinh ra nó bệnh tật như thế thì bóp chết trong trứng nước đi cho rồi, sống làm gì cho khổ những người xung quanh. Ngay khi những câu nói ấy vừa dứt, tôi như con thú điên cuồng lao vào, bạc cho chị ta một cái lên mặt, rồi nghiến răng nghiến lợi quát. Bao lâu nay tôi cố gắng nhẫn nhịn chị, nhưng hôm nay đừng mơ tôi nhịn nữa. Chị động vào ai, chị động đến con tôi, tôi sống chết với chị. Lần trước chị đến công ty tôi Tôi còn chưa tính sổ đâu Được rồi Lần này tôi tính với chị xong Nói rồi tôi lại tác thêm một cái nữa Chị ta bị tác choáng váng Rồi gầm lên Mày dám đánh tao Con đĩ này mày dám đánh tao Vừa gầm chị ta vừa xong vào Tấm lấy tóc tôi Bình thường tôi sợ nhất là gây sự chú ý Cũng không bao giờ thích đánh nhau Nhưng mà hôm nay chị ta thực sự quá giới hạn Chị ta vừa tấm vào tóc Vừa thụi tôi mấy cái Tôi cũng không vừa Đạp cho chị ta mấy phát Lúc này cái phường cũng lao đến Nó gỡ tay chị ta ra Rồi thêm một cú đấm vào mồm Sau đó lại tung một cước Khiến cho chị ta ngã nhào Rồi nói Động vào bạn tao à Mày tới số rồi còn đi Bà mày đây đen đó Nói xong nó lại định xông lên Tôi thì không sao Nhưng nó là viên chức nhà nước tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của nó liền giữ lại có điều chị hoa lúc này cũng sợ mặt tái xanh lại không dám đánh tôi nữa nên chỉ tay vào mặt cái phương rồi chửi mày dám đánh tao mày tin tao kiện mày hay không kiện đi kiện đi bà mày thích mày kiện đó bà quay video từ nãy tới giờ những lời mày nói để bà đăng lên mạng xã hội xem mày có sống được với dư luận không mà đòi kiện Chị Hoa nhìn cái phương Lão đạo đứng dậy Tôi biết chị ta rén lắm Nhưng vẫn cố chấp nói Cái loại như mày Mà cũng đòi làm cô giáo sao Cô giáo chó má cái gì Cô giáo mà lão toét Bà mày là cô giáo Chứ đất phải cô ni Cái loại như mày Thì như thế này là còn nhẹ đó Đừng để bà mày cuồng lên Thì sự nghiệp bà mày cũng đết gần nữa Từ sau Con bắt nạt con Trân thì mày xong đời với tao đó. Cút! Câu nói cuối cùng của cái phương khiến cho chị Hoa cũng không dám mở mồm ra. Cuối cùng chị ta cũng lừa mắt rồi xoay người đi. Khi chỉ còn tôi với cái phương, nó cũng ngồi xuống ghế, mồm vẫn không ngừng chửi chị Hoa. Tôi phải nói mãi thì nó cũng bình tĩnh trở lại, uống mấy chai nước lạnh mới chịu thôi ngồi chơi với tôi và so, mãi không chịu về tối muộn thì thằng tú mới đưa sam về lúc thấy sam thấy con mặc bộ quần áo mới tôi kinh ngạc hỏi sam lấy quần áo ở đâu thế con bà tâm mua cho sam đó mẹ tôi nhìn cái phương nó gật đầu bảo là mẹ tao mua cho nó đó sáng bà đi chợ thấy quần áo đẹp nên mua bà giặt sạch sẽ rồi tối mới dám mặc cho tôi tự dưng cảm thấy vô cùng ái nái nó chắc cũng biết tôi định nói gì nên đã nói trước không phải cảm ơn sau này sam với so nó lớn lên giàu có rồi mua đồ lại cho bà tâm nhỉ dạ sam lớn sam kiếm tiền lo cho mẹ cho cô phương cho bà tâm Tôi nghe xong thì bật cười còn cái phương thì bế thóc sam lên mà nói đã đẹp trai còn dẻo mồm nữa sau này gái theo chết thôi con à mà công nhận mày cũng giỏi thật đó để hai đứa con vừa ngoan vừa đẹp đứa nào đứa nấy như thiên thần tao thấy hai đứa nó bình thường mà bình thường này mà còn bình thường mà ông việt đâu có đẹp trai đâu mày sam với so nó chả giống ông việt tí nào mà tính ra trông cũng không giống mẹ nhiều kiểu đẹp trai trội hơn mẹ đó không hiểu sao tài chọn nét thế đợi sao khỏi bệnh cô phương cho hai đứa làm mẫu để cô Phương bán thêm quần áo trẻ em, kiếm thu nhập mới được. Để thế này mới xứng đáng đẻ chứ. Thằng Tú bên cạnh liền hớt tóc nói. Sàm với so nó đẹp giống cậu chứ ai? Cái Phương biểu môi. Khiếp, xấu bỏ mẹ đi, xách dép cho Sam với so. Chị chê em ít thôi, sau này lại mê. Thao thèm vào. Sì, Ấy bỏ mẹ đi cứ sĩ sĩ kệ tao ế cũng không đến lượt mày đâu gớm kiếm được thằng như em là phút ba đời nhà chị đó thôi thôi nghe tởm quá đi tởm cái gì hay thử phát xem tởm không mà sam với so giống ai thì giống không giống bố nó là tốt rồi à riêng cái này thì chị mày đồng quan điểm với mày nha đó chỉ có chị mới hiểu em thôi tôi biết cái phương và thằng tố không thích việc nhưng tôi cũng không thích hai đứa nó bàn tán chuyện này Nên để bảo chúng nó thôi Có điều chưa kịp lên tiếng Tôi thấy việc cũng đã từ đâu đi đến Không biết anh ta có nghe được Đoạn nói chuyện vừa rồi hay không Nhưng nét mặt có chút xa sầm lại Cây phường với thằng Tú thấy thế cũng im bặt Rồi rủ nhau đi đánh liên quân Sau đó lủi dần Khi chỉ còn tôi với việc và Sam Anh ta vẫn im lặng Một lúc lâu sau đó Bỗng trầm ngâm hỏi tôi Nghe bác sĩ nói Sau so điều trị ổn thì khoảng 2 tháng nữa Sẽ tiến hành phẫu thuật đúng không Tôi không đáp Chỉ lặng lẽ gật đầu Anh ta lại hỏi Cô đã nghĩ xem Phải tìm tiền đâu phẫu thuật cho con chưa Tôi chưa biết Chắc có lẽ trì hoãn thêm một thời gian Đợi đủ tiền mới phẫu thuật được chứ Trì hoãn mãi không phải là cách hay Tôi vừa được nhận vào công ty xây dựng ở Đông Triều Mức lương khá cao. Làm giám sát công trình đúng chuyên ngành của tôi. Tôi đi làm sẽ cố gắng tiết kiệm lo cho con." Tôi ngước lên nhìn việc, có chút sửng sốt. Anh ta thấy thế thì cúi đầu và nói tiếp. "Tôi và cô cũng cố gắng." Khi anh ta nói đến đây, tôi bất giác cảm thấy trong lòng mình có tảng đá đang đè mỗi lúc một nặng. Tôi cũng không biết tương lai của tôi và việc sẽ thế nào chỉ cảm thấy xa vời vô định đến khi việc đưa sam về tôi cũng thấy lòng nặng trĩu rõ ràng việc đã thay đổi nhưng mà tại sao tôi lại không mấy hạnh phúc là bởi vì những tổn thương mấy năm nay chồng chất hay bởi còn nhiều điều tôi vẫn chưa rõ sáng hôm sau việc phải lên đông triều nên bà tâm sang trồng so giúp tôi còn tôi đi làm Sam thì đi học vì sáng tất bật nên lúc tôi đến công ty cũng sát giờ làm việc Lúc vào đến bàn làm việc Tôi cũng nghe tiếng của thư ký Hà Nói với mọi người Sếp Dương bị xuất huyết dạ dày Đêm qua cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Đã qua cơn nguy kịch rồi Nhưng mà chưa thể đi làm Mọi người có việc gì thì báo với tôi Để tôi báo với sếp Hoặc là gặp phó giám đốc Thanh nhé Tôi nghe xong thì sững sợ Cả người cũng lặng đi mất mấy giây Đột nhiên trong lòng lại dấy lên Một cảm giác rất khó chịu Xen lẫn cả buồn chồn Hôm qua thế dường như thế Tôi đã luôn cảm thấy anh không ổn Nhưng không nghĩ anh lại bị xuất huyết dạ dày Còn phải cấp cứu Rõ ràng nét nhợt nhạt của anh hôm qua Chứng tỏ anh rất đau Vậy mà vẫn cố chịu Đến tận khi về Quảng Ninh Thư ký Hà sau khi thông báo xong Thì đi về phía tôi Lên phòng tôi một lát Tôi nghĩ thư ký Hà chắc có chuyện riêng Muốn nói với tôi nên tôi đi theo Khi vào trong Cô ấy đóng cửa rồi lại đưa cho tôi Một sắp tiền rồi nói tiếp Hôm qua hợp đồng được ký Nên sếp thưởng luôn cho cô Bình thường hợp đồng ký tháng này Thì tháng sau mới được lĩnh lương Nhưng mà vì con cô đang nằm viện Cần tiền nên sếp bỏ tiền của mình ra Đưa cho cô trước Hình như là 13 triệu thì phải Bằng cả tháng lương của cô Sếp ưu ái cô nhất đó Tôi nhận lấy sắp tiền trên tay thư ký hạ Mà tay như cầm quả tạ Rõ ràng là tiền thưởng Nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy không vui Như tôi tưởng tượng Hôm qua vừa uống rất nhiều rượu Giống như bất chấp mọi giá Để dành hợp đồng về tay Dù tôi không dám nghĩ anh bất chấp như thế Là vì chút tiền thưởng này cho tôi Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấy nấy Xen lưỡng cả xót xa Thư ký Hà thấy tôi như thế Thì cười cười nhận thưởng mà mặt cô còn buồn hơn cả bị trừ lương thế Chiều nay công ty tổ chức giao diện thăm sếp Cô có đi cùng không? Tôi nhìn thư ký Hà đắn đo một lúc Thật ra tôi cũng có những nỗi sợ mơ hồ Tôi sợ phải gặp anh Sợ tiếp xúc với anh Nhưng nếu không vào thăm anh Cùng mọi người tôi thực sự rất ái nái Lòng già cũng không yên Cuối cùng thì cũng gật đầu đồng ý Lúc ra khỏi phòng thư ký Hà Tôi thấy chị Thu cũng đang đứng bên ngoài Sắp tiền tôi cho vào túi Nhưng mà cảm tưởng như chị ta Đang nhìn chầm chầm vào túi mình Kể từ lần dịch sai số liệu Tôi cũng cảnh giác hơn Dù không biết linh cảm của mình là đúng hay sai Nhưng thư ký Hà từng nói Cẩn thận không thừa Nên đối với chị Thu Tôi vẫn dài phần cảnh giác Buổi chiều tôi cùng với thư ký Hà Và mọi người cũng vào diện thăm dương Lúc đến phòng bệnh Cũng nghe tiếng của Như cất lên Anh cũng thật là Biết mình bị như vậy rồi còn uống nhiều rượu thế Hợp đồng cũng quan trọng thật Nhưng mà làm sao bằng sức khỏe được Anh liều mạng như thế Làm cái gì không biết nữa Khi thấy mọi người trong công ty Đang đi dạo Thì Như cũng dường câu nói đang dàn dở Phòng chỉ có chị Như và Dương Nên bằng còn nguyên cặp lòng cháu Nóng hổi Chị Như khẽ cười dịu dàng Chào mọi người Rồi vừa gọt hoa quả Vừa nói rất tự nhiên Sếp giường của mọi người tham công tiếc gì quá nên ốm ra đây nè. May mà hôm qua tài xế kịp đưa vào viện, không thì không biết thế nào nữa. Ốm thì đã có chị Như chăm rồi đây, chị Như xuống từ lúc nào thế? Đêm qua nghe tin anh Dương cấp cứu là tôi xuống luôn. Mấy người trong công ty thấy như thế thì nháy mắt với nhau. Đúng là giờ của sếp có khác, có chị Như ở đây bọn em cũng yên tâm giao sếp của em cho chị rồi Nhớ chăm sóc sếp của em cẩn thận giao nhé Chị Như nghe xong thì bật cười đáp Ở cạnh tôi thì tôi chăm sóc được Ở công ty lại phải nhờ mọi người Trời đất, bọn em chăm sóc sếp không thích đâu Đố mà đến lượt Thế thì do sếp các cô khó tính quá sao? Không phải khó tính đâu Mà là do sếp của em trung thủy đó chị ơi Chị Như yên tâm nhé sếp của em đứng đắn lắm Còn lâu mới có em nào lọt vào được mắt của sếp Để có được đặc ơn Chăm sóc cho sếp Mà có em nào lọt vào mắt sếp Là bọn em báo chị ngay Thật không đó Có em nào lọt vào mắt sếp Các cô mà không thông báo là tôi trách đó nhé. Khi chị Như nói đến câu này Tôi thấy ánh mắt của chị ấy Bất chợt sượt qua tôi Nhưng rồi rất nhanh Thu lại nhìn về phía dương tôi cũng không rõ là vô tình hay cố ý nhưng dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua tôi cũng cảm nhận được sự tự tin và kiêu hãnh tràn ngập trong ánh mắt ấy mà quả thực một người như chị ấy thừa tự tin và kiêu hãnh với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng tôi tôi liếc nhìn dương không biết nhìn nhầm hay không nhưng mà ánh mắt của dương cũng trở nên phức tạp mọi người trong phòng bàn tán rất rộn rã nhất là luôn miệng hỏi về đám cưới của dương và chị như tôi ngồi ở ngoài cuộc không dám nói chuyện mà cũng không biết phải nói như thế nào thực ra hôm nay đến đây tôi chỉ muốn biết sức khỏe của dương ra sao thấy anh đã khỏe lòng tôi cũng bớt đôi phần áy náy ngoài ra tôi không còn bất cứ một ý nghĩ nào khác ngồi được một lúc thì chị như cũng xin phép mọi người ra ngoài có việc Mọi người trong công ty chắc cũng không muốn làm phiền Dương Nên lần lượt ra về hết Thế nhưng bởi vì còn tài liệu Chị Như đưa cho tôi Nên tôi đành nán lại cuối cùng nhất Khi mọi người về hết Tôi bỏ tài liệu ra hỏi Dương Anh xem xong Trên môi không rõ là ý cười Hay là ý khinh Rồi lại nói Cô bây giờ cũng cẩn thận quá vậy Tài liệu này cứ dịch đi Dạ Còn chuyện gì nữa không Dạ không Vừa nghe xong Tự dưng nổi khùng lên Không thì cô ở đây làm quái gì thế Mỗi chuyện có con này cũng làm phiền tôi Thấy anh nổi đi vô cớ Chẳng biết phải nói gì Nghĩ mấy giây tôi đáp Cảm ơn anh Chuyện tiền thưởng Thôi khỏi Cút đi Dư không muốn tôi ở lại Tôi cũng không muốn ở lại Nên cất tài liệu vào cặp rồi đi ra ngoài đêm nay không mưa chỉ có gió lạnh thổi thốc vào người khi ra đến sân bệnh viện đang định bắt xe ôm về thì thấy chị như đi dạo nhìn thấy tôi chị liền dừng lại rồi hỏi cô về à dạ tôi đang chờ xe thế ra xe tôi đưa cô về cho dạ thôi tôi tự bắt xe về được chị như nghe xong liền cười nói tầm này bắt xe hơi khó Taxi hay là xe ôm đều không có, mà có thì phải muộn cơ. Nghe nói con gái cô đang nằm viện, từ đây qua đó cũng không bao lâu, tôi đưa cô về cho sớm. Tôi Không có gì phải ngại đâu, đi ra xe cùng với tôi. Tôi tiện mua cho anh Dương ít đồ luôn. Tôi thấy không từ chối được nữa, đành ra xe theo chị Như. Không phải tôi chưa từng gặp những người giàu có như thế, có xe ô tô riêng nhưng gặp một người mang phong thái tự tin Sang trọng như chị Như Thì quả thực rất hiếm Chị Như vừa lái xe vừa hỏi tôi Mấy chỗ bán đồ nam Đến khi đi được nửa đường Thì chị ấy tự dưng hỏi tôi Cô năm nay mới có 26 tuổi Mà con đã được 3 tuổi rồi Vậy lấy chồng cũng sớm quá nhỉ Tôi không biết phải đáp thế nào Chỉ khẽ gật đầu Chắc thấy tôi ngại Nên chị ấy lại bảo Như thế cũng tốt như tôi bây giờ lấy chồng lại là muộn Đầu năm sau kết hôn Thì tôi cũng đã 30 tuổi Sinh con đẻ cái xong Thì hết luôn cả thanh xuân Tôi nhìn chị như Thật thà đáp Thực ra sinh con khi có điều kiện kinh tế Thì vẫn tốt hơn Có điều kiện kinh tế dưỡng chảy Thì con gái cũng không phải khổ Muộn một chút cũng không sao Ừ Thực ra lấy chồng muộn cũng được không lấy nhầm là được rồi Rõ ràng chị Như nói chuyện rất vô tư Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình như quặn lên Tôi nuốt một hơi khí rồi gật đầu Dạ À tôi có chuyện này đang định hỏi cô Quý vị thân mến Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Nếu em không về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để lắng nghe cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.